Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Thế Giới Biến Tần xin gửi đến các bạn một video về hướng dẫn cài đặt biến tần OptiDriver dòng E2. Cái dòng này nó rất là hay nha các bạn. Có nghĩa là biến tần vào một pha 220 và output cũng một pha 220. Nó rất là chuyên dùng cho những cái điện lưới một pha của gia đình của mình dùng. Các bạn có thể dùng những ứng dụng như là quạt gió hoặc là bơm nước hay là cái gì đó, cái kiểu phun sương gì đó. Còn biến tần này rất là thông dụng. Trước tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn về phần đấu nối. Nó sẽ có cái input là cái ngõ trên của nó là hai chân L1 và L2 LN. Vì nó vào một pha nên là cái chân L3 là sẽ không có, và chân cái cổng xanh này là chân tiếp địa. Output của nó cũng vậy. LU và V là hai pha output là động cơ. Output là động cơ một pha của mình 220 luôn nha các bạn, còn V là không dùng. Còn cái cổng xanh này là cổng tiếp địa của nó, nối vào chân tiếp địa cho an toàn. Phần tiếp theo là phần khiển. Chân 1 và chân 2 là cái công tắc, nối là công tắc tín hiệu chạy của nó các bạn. 5, 6, 7 là ba chân volume. Ba chân volume và chân 6 là chân giữa của volume nha. Còn biến trở của mình trong chiếc áp của mình đó. Rồi, phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt. Trước khi bạn cài đặt đó, các bạn phải reset nó về mặc định của đèn hiệu suất. Các bạn nhấn nút lên, xuống và off đồng thời. Có thể nó hiện diện như thế là B, D, E và F. Sau đó cho nó nhấn off một lần nữa là chúng ta biến tần của ta đã reset về default factory, có nghĩa là reset mặc định về nhà sản xuất. Chúng ta bắt đầu tiến vào cài đặt, tiến hành cài đặt của nó. Các bạn nhấn cái nút này, nó sẽ là hiện thái, là hiển thị trên thái parameter để chúng ta cài đặt. Nó chỉ có hiển thị là từ parameter 1 tới parameter 14 thôi nha. Các bạn muốn mở rộng hơn là các bạn phải vào parameter 14 của nó, là tí như xin mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt. B01 có nghĩa là tần số lớn nhất, tần số output lớn nhất của con biến tần. Rồi. Đó là 60 Hz, các bạn chỉnh nó về 50. Rồi. B02 là tần số nhỏ nhất. Tần số nhỏ nhất nó ra mà định là 30 Hz, 35 Hz. Mình chỉnh nó về 0 Hz nha các bạn. Rồi. B03 là gì? B03 có nghĩa là thời gian tăng tốc. Ở đây nó mặc định là 5 giây, mình cho nó về 4 giây. Rồi, B04 là gì? Thời gian giảm tốc. Cũng cho nó mặc định về 4 giây. Ở đây mặc định 5 giây, mình cho nó về 4 giây. Rồi. B05 là gì? Có nghĩa là lựa chọn phương pháp dừng. Ở đây mình cho nó là 1, có nghĩa là dừng tự do. B06 là gì? B06 là không dùng. B07. B07 có nghĩa là cái app output của cái con motor của mình đó, có nghĩa là motor mình xài nó 220, ở đây mình mở cho nó bảo vệ, mình sẽ cho lên 240, vì nhiều lúc mà điện hỏi lên mình có thể là nó bị tăng áp lên 230 mấy thôi mà. Rồi, B07 là dòng điện của motor. B07 là áp motor, còn B08 là dòng điện của motor. Chúng ta dòng điện của motor của các bạn là bao nhiêu ampe và công suất của con biến tần là bao nhiêu để các bạn tra trên nhãn mát của motor nha các bạn. Ở đây là con của mình là 0.4 kg nhưng mà không tải, mình sẽ cho nó dòng bẩn nhỏ thôi để nó bảo vệ, là 2 ampe thôi. Rồi, B09 là gì? Là tần số của motor. Tần số của motor đây là 50 Hz. Cái này là không nó đang mặc định 60 nha, các bạn phải cài nha, không cài là cũng tần là báo lỗi. Bởi vì cái B01 của mình là 50, mà tần số motor B09 mà các bạn cài 60 là sẽ báo lỗi. Nên là mình cho nó làm bằng thông số output lớn nhất của biến tần luôn, là bằng 50 luôn. Rồi. Cái tiếp theo, nếu mà các bạn muốn mà tăng điện áp của động cơ ở tốc độ thấp á, để cung cấp thêm moment xoắn của nó là để tạo ra cái lực căng á, thì các bạn vào B11. Nó đang mặc định là 3 Hz. Các bạn muốn tăng lên khoảng chừng 10 hoặc 15 Hz gì đó, 10-15 Hz gì đó, để cho cái lực căng, cái ngũ lực của nó là lúc đầu mà đèn 3 là nó sẽ kéo đi. Ví dụ các bạn dùng cái băng tải nhỏ rồi đó, nó sẽ kéo, nó giật lên. Cái này là mình bỏ qua. Còn nếu mà các bạn mà dùng điều khiển lực căng thì các bạn sẽ boost cái này lên, boost tần số của nó lên khoảng tầm 15 nha các bạn. Rồi, cái đó là cái phần V11 đó. Mình chỉ hướng dẫn các bạn thôi. Còn cái này tùy ứng dụng, các bạn có thể bỏ qua hoặc các bạn cài cạch tiếp theo. Và cái tiếp theo là cái B12. B12 là cái này là lựa chọn phương pháp điều khiển của nó. Nếu mà các bạn chọn bằng 0 đi thì chúng ta sẽ điều khiển bằng terminal. Còn bằng 1 á,
có nghĩa là điều khiển bằng cái cây bát trên màn hình này. Nếu mà các bạn điều khiển bằng 0 thì các bạn B12 bằng 0, hoặc các bạn thể chỉnh cho B15 bằng 0 luôn. Đây, B12 bằng 0. Rồi. Bây giờ mình cho nó chạy thử nha. Đây, nhấn này là khóc ra. Rồi cho nó chạy thử. Trước tiên á, muốn chạy bằng cây bát này á, các bạn phải gạt công tắc 1 2 này cho hai tín hiệu này nó nối với nhau. Đây mình gạt đây. Gạt ở đây. Rồi. Là biến thằng nó sẽ chuyển qua trạng thái là H50 hẹp. Rồi. À, xin lỗi, mình đang chạy bên B12 bằng 0 vào điện thoại của Turbino. Đây, mình bằng bằng volume nó lên xuống đây. Rồi, lên 50 hẹp. Ở đây là mình không có motor một pha, là mình sẽ gắn một cái quạt gió nha các bạn. Nó cũng là động cơ một pha thôi. Rồi, mình bằng volume xuống lại. Rồi, 50 lại. Rồi, tắt nó đi thì với các bạn chỉ cần gạt công tắc thôi. Rồi, nó sẽ biến tầng nó hiển thị trạng thái stop lại. Còn một cái nữa, khi nó đang chạy bạn gạt công tắc lên là hiển thị trạng thái là run. Các bạn muốn coi dòng điện của nó là các bạn nhấn cái nút này. Đây, dòng điện của nó hiện tại là 0.2 A. Các bạn nhấn một lần nữa là nó sẽ ra cái vận tốc, có nghĩa là 50 hertz của nó. Cái tần số mà đang chạy là 50 hertz. Ở đây là dòng điện, hiển thị dòng điện. Rồi, cái đó là chuyện hiển thị trạng thái là chạy bằng Turbino. Còn các bạn muốn chạy bằng cây bát đi. Cây bát thì các bạn sẽ vào mục B12. Các bạn chuyển lên mục 1. Rồi, thoát ra. Các bạn nhấn lúc này off, on, off, không chạy. Sao? Các bạn phải gạt, phải cho tín hiệu 1, 2 này nối với nhau. Đây, các bạn phải gạt tín hiệu 1, 2 nối với nhau. Rồi, sau đó các bạn nhấn lúc này, biến tần bắt đầu nó mới hiện thị trạng thái chạy. Kể cả cây bát hoặc Turbino các bạn muốn chạy, các bạn phải bắt buộc phải tín hiệu 1, 2 này nó phải nối với nhau để nó có tín hiệu nha các bạn. Ví dụ như là bên Turbino thì nó dễ, còn cây bát á, các bạn gạt có tín hiệu 1, 2 này rồi, các bạn nhấn lúc này rồi biến tần nó chạy rồi, các bạn muốn điều khiển tần số bạn nhấn lên đây. Đây, ví dụ như là biến tần mình đang chạy là 35, mình cho lên 50 hertz, nhấn lúc này giảm tần số, nhấn lúc này rồi off, rồi nhấn lúc này off. Cái đó là điều khiển bên cây bát, có nghĩa là bàn phím. Còn một nữa, như lúc đầu video mình đã nói là vì sao, đây các bạn như đã thấy đây, biến tần này nó chỉ chia cặp parameter từ parameter 1 tới parameter 14, nó không thể cho lên nữa. Đây, 1, 2 tới 14 không thể lên nữa. Các bạn dùng những ứng dụng mở rộng thì không thể nào cài được, các bạn buộc phải nhập vào cái mật khẩu của nó B14. Các bạn phải nhập vào mật khẩu mặc định của nó là 101. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta làm gì không? Đó, nó sẽ mở rộng ra cái parameter cho bạn ở mức chỉ cặp chuyên gia để dùng cho những các bạn xài ứng dụng như là BID hoặc là truyền thông modbus á. Các bạn sẽ chỉ cặp cái parameter mở rộng của nó, là bắt buộc các bạn phải bật parameter 14, nhập mật khẩu là 101 nha các bạn. Rồi. À, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn có nhu cầu về mua bán biến tần hoặc sửa chữa biến tần gì đó, liên hệ vào Thế Giới Biến Tần nha các bạn. Trang web, số điện thoại, link mình sẽ gửi ở dưới video. Đây là cái mã của con biến tần mình. Rồi, video của mình xin kết thúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.